Ihr könnt euch gerne setzen. Ja, xin mời chúng ta cùng nhau an tọa. Und auch ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen. Và cháu cũng xin được kính chào hội thánh của Chúa. Alle, die hier sitzen und auch alle im im Livestream. Những người có mặt trong buổi thờ phượng ngày hôm nay ở hội thánh Chúa và những người qua mạng online. Und heute ist einfach der zweite Advent, also die zweite Kerze brennt. Ja, và hôm nay là tuần thứ hai của mùa vọng. Das geht echt schnell, oder? Và thời gian trôi đi thật là nhanh, phải không ạ? Ja, und heute ist auch das dritte Mal, dass ich für euch predigen darf. Và hôm nay cũng là buổi lần chia sẻ thứ ba của cháu. Und auch heute möchte ich mich herzlich dafür bedanken, für euer Vertrauen an die Gemeinde, dass ich heute ja, das Wort auslegen darf. Và ngày hôm nay thì cháu cũng rất là biết ơn Chúa, biết ơn Hội Thánh Chúa đã cho cháu có cơ hội để hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh của Ngài. Und das ist wirklich alleine nur durch Gottes Gnade möglich und dadurch möglich, dass Gott auch fehlerhafte Menschen benutzt, um zu dienen. Và đó cũng là ân điển, sự thương xót của Chúa mà Chúa đã dành cho đời sống của cháu để cháu có cơ hội phục vụ Chúa. Und das schätze ich sehr und ich bete auch heute dafür, dass Gott durch mich zu euch spricht. Và cháu cũng rất là biết ơn ở trong công việc này, cho nên cháu cũng cầu nguyện Chúa để Chúa sẽ phán lời của Chúa qua đời sống của cháu để cháu có thể chia sẻ cùng với hội thánh của Ngài. Und dass Gott eure Herzen öffnet und empfänglich macht für sein Wort. Và cháu cũng cầu nguyện Chúa, xin Chúa mở mối tâm lòng của chúng ta để chúng ta nhận lãnh lời Chúa ngày hôm nay. Ja, und die heutige Predigt hat den Titel Freunde fürs Leben. Và chủ đề của ngày hôm nay đấy là những người bạn cho cuộc sống của mình. Und da wollte ich euch erstmal fragen, wer von euch würde sagen, dass er einen Freund oder eine Freundin fürs Leben hat? Và ở trong cái chủ đề này thì cháu cũng đặt ra một câu hỏi là ở trong chúng ta đã ai có những người bạn cho cuộc sống của mình chưa, những người bạn thân, người bạn tri kỷ ấy? Also fürs Leben, wo man sich denkt, okay, den Freund habe ich für immer. Ja, có nghĩa rằng là người bạn đấy là những người bạn rất thân thiết với đời sống của mình và mình biết rằng là mình có thể tin tưởng người bạn đấy. Ja, also ich glaube, jeder von uns hat bestimmt mindestens eine Person. Cháu nghĩ rằng là mỗi chúng ta có ít nhất là một người là người bạn thân của mình. Und wer von euch würde sagen, dass er selbst ein Freund fürs Leben ist für jemand anderes? Và ai ở trong chúng ta có thể nghĩ rằng là mình là một người bạn thân của một người nào đấy? Wahrscheinlich auch jeder von euch. Ja, heute wollen wir über Freundschaft reden. Và ngày hôm nay chúng ta nói về một tình bạn. Und dazu haben wir die Bibelgeschichte im Lukas Kapitel 5, die wir gerade gelesen haben. Và chúng ta cũng vừa đọc ở trong sách Luca đoạn 5 vừa qua. Die Bibel hat viele Geschichten und jede Geschichte ist anders. Also es gibt Abenteuer oder Familienschicksale. Và cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện mà đã được chép, những câu chuyện về gia đình, những câu chuyện về những người bạn hay là những nan đề của một người nào đấy. Und im neuen Evangelium gibt es besonders ganz viele Heilungsgeschichten. Và ở trong những sách phúc âm thì thường chép về những rất là nhiều câu chuyện về sự chữa lành. Oder man sagt dazu auch Wunderheilungen. Và đó cũng là những phép lạ của sự chữa lành. Und da kennt ihr bestimmt auch ganz viele, zum Beispiel Heilung eines Blindgeborenen. Khi chúng ta cũng có đọc về những câu chuyện là Chúa đã chữa lành cho một người bị mù từ cái lúc bẩm sinh. Oder einer aussätzigen oder blutflüssigen Person. Hay là người bị phung, Chúa cũng chữa lành. Hay là một người đàn bà bị rong huyết, Chúa cũng đã chữa lành. Und von diesen Wunderheilungen, die Jesus damals getan hat, können wir heute auch noch ganz viel lernen. Và những phép lạ mà ngày xưa Chúa Giêsu đã làm thì ngày hôm nay chúng ta cũng được học hỏi. Denn Jesus befreite diese Menschen nicht von ihren körperlichen Leiden, sondern auch von ihren geistlichen Leiden. Bởi vì khi Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu chữa lành cho họ, họ không những được lành về thể xác của họ, nhưng tâm linh của họ cũng đã được chữa lành. Und diese körperlichen Krankheiten, die die Menschen damals hatten, geben uns heute Hinweise auf unsere geistliche sündige Natur. Những người ngày xưa đã bị bệnh ở trong thân thể thì ngày hôm nay chính là những bài học thuộc linh cho đời sống của mỗi chúng ta. Zum Beispiel die Geschichte eines Blindgeborenen. Ví dụ như thể là một cái câu chuyện của một người mù đã mù từ cái lúc bẩm sinh. In Johannes Kapitel 9. Ở trong sách Giăng đoạn 9. Da öffnet Jesus Christus dem Menschen die Augen, indem er Erde und Speichel mischte und auf die Augen tat.
Chúa Giêsu đến và chữa lành cho ông bằng cách là Chúa nhổ nước bọt xuống đất và hòa với đất. Sau đấy Chúa bôi lên mắt của ông ấy và ông ấy đã được chữa lành. Und Jesus öffnete dem Mann nicht nur die Augen hier im Gesicht, sondern auch die Augen des Herzens. Nhưng mà Chúa Giêsu không những là mở mắt cho ông bằng mắt của thể xác, nhưng mà cũng mở mắt cho ông bằng đôi mắt thuộc linh. So dass dieser blinde Mann den Sohn Gottes erkannte. Để cho người mù này nhận biết được Chúa Giêsu. Also Jesus deutet in dieser Bibelstelle eine geistliche Blindheit an. Và đó cũng là một cái điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về sự mù ở trong thuộc linh. Und zeigt uns, dass wir von Natur aus auch blind sind und Gott gar nicht sehen können. Điều đấy có nghĩa rằng là ở trong một cái thể chất của tự nhiên thì chúng ta đã bị mù thuộc linh rồi. Oder ein anderes Beispiel im Markus Evangelium Kapitel 7. Hoặc là trong sách Mark đoạn 7. Da lesen wir von einem taubstummen Mann, also einem Mann, der weder sehen konnte noch hören konnte. Và đấy thì chúng ta cũng biết về một người bị điếc và câm. Also dieser Mann konnte wirklich nichts hören, aber in geistlicher Hinsicht konnte er auch nicht hören, was Gott zu ihm gesagt hat. Cái người đấy không có nghe được, nhưng mà ở trong thuộc linh thì người đấy cũng không có nghe được tiếng của Chúa. Also er konnte Gottes Reden mit seinem Herzen nicht verstehen. Và người đấy không có nghe được tiếng của Chúa ở trong lòng của người đấy. Und zudem konnte der Mann nicht reden. Và người đấy cũng không có thể nói được. Und geistlich gesehen bedeutet diese Stummheit, dass dieser Mensch nicht das geredet hat, was gut war oder was Gott wollte. Và ở trong thuộc linh mình cũng biết rằng là khi người đấy không có thể nói được, có nghĩa rằng người đấy cũng bị câm ở trong thuộc linh và người đấy không có thể nói được những cái ơn phước mà Chúa làm. Also es ist sehr zusammengefasst, aber was ich sagen möchte ist, dass wir durch diese Geschichten ganz viel einfach auf einer anderen Ebene noch lernen können. Khi chúng ta đọc những câu chuyện đấy thì chúng ta có thể học được những bài học thuộc linh cho đời sống của mình. Und in der Wunderheilung des Gelähmten von heute lernen wir viele Dinge und ich möchte mich auf zwei einschränken. Và ngày hôm nay chúng ta học về một cái câu chuyện của một người bại liệt và ở trong câu chuyện đấy thì chúng ta sẽ học hai vấn đề. Und zwar Freundschaft und Heilung. Đó là tình bạn và sự chữa lành. Okay, also kommen wir jetzt zur Geschichte. Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện này. Und zum Kontext der Geschichte, in welchem Rahmen sie stattfand. Also, Jesus war wieder mal unterwegs, um Gottes Wort zu predigen. Chúa Giêsu một ngày nọ, Chúa đi để rao giảng tin lành. Und diesmal predigte er in einem Haus in Kapernaum. Và Chúa Giêsu đến một nhà ở Capernaum. Und Kapernaum war ein Fischersdorf, in dem Jesus viel Zeit und viel Leben verbrachte. Và ở cái làng này đó là một cái làng chài lưới và họ là những người dân đánh cá. Wir lesen häufig, dass er in der Synagoge predigte und viele Wunder tat. Và khi Chúa Giêsu đến cái làng này thì Chúa Giêsu cũng chia sẻ cũng tâm tình lời của Chúa và Chúa cũng làm rất là nhiều phép lạ. Und als Jesus im Haus in Kapernaum predigte, war Jesus als Person auch schon sehr bekannt in den Dörfern. Khi Chúa Giêsu đến cái thành Capernaum này thì mọi người cũng đã biết Chúa bởi vì là Chúa đã đến đây rất là nhiều. Denn wir lesen in Vers 17, es saßen Pharisäer, Gesetzeslehrer aus allen Dörfern von Galiläa, Judäa und Jerusalem. Và câu 17 có nói rằng là một ngày kia Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ, có người Pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilê, xứ Judê và thành Jerusalem đều đến. Also volles Haus und ein auch sehr enges Haus. Và cháu nghĩ rằng là ở trong cái nhà đấy thì rất là đông người và rất là chật rồi. Und ich darf hier heute auch vor euch predigen und stellt euch mal vor, ich würde so predigen wie Jesus damals, also ohne Mikrofon. Và ngày hôm nay thì cháu cũng được đứng ở trước hội thánh Chúa để chia sẻ lời Chúa, nhưng mà bây giờ mọi người tưởng tượng xem là cháu đứng ở đây và cháu không có microphone như ngày xưa. Và cháu cũng nói rất là bé thì mọi người cũng nghe cháu rất là bé. Und vor allem wenn da so viele Menschen sind, können wir uns vorstellen, dass wir ganz eng aneinander kommen müssen und ihr müsst ganz nah rankommen, damit ihr auch jedes Wort versteht. Và khi mà đông người như thế thì mọi người phải ngồi dồn gần với Chúa Giêsu để họ có thể nghe rõ được. Vor allem in so einem Haus, das viele Räume hat, mussten sich die Leute wahrscheinlich überall so sich einen Platz suchen und am besten kann man ja will man ja die Person noch sehen, die predigt. Ja, và nếu mà một cái nhà đấy mà có nhiều phòng ấy thì mọi người cũng phải đi đến những phòng nọ phòng kia để ngồi cho đủ
Nhưng mà ai cũng muốn nhìn được Chúa Giêsu. Genau. Also wir können uns vorstellen, ein sehr enges Haus und das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Và chúng ta có thể tưởng tượng là cái nhà đấy nó rất là chật hẹp bởi vì là rất là đông người. Und jetzt kommen die vier Freunde ins in die Geschichte in Vers 18. Bây giờ thì có bốn người bạn đã xuất hiện. Können die nächste Folie anmachen? Vier Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Also der gelähmte Mann. Wir wissen nicht, wie sehr er gelähmt war, also ob er nur körperlich gelähmt war oder auch irgendwie in seinen Gedanken oder in, also seinem Kopf. Aber wir wissen, dass er so stark gelähmt war, dass er nicht gehen konnte. Chúng ta biết rằng là Kinh Thánh nói về cái người bại liệt này, nhưng mà chúng ta không biết là cái mức bại liệt của người này nặng đến như thế nào. Mình chỉ biết rằng là người đấy là một người bại liệt và không đi được. Und ich glaube, dass es sehr herausfordernd ist und sehr schwierig sein muss, in einem Körper zu stecken, der nicht das tut, was er eigentlich tun könnte. Và cháu cũng nghĩ rằng nếu như mà một người đã bại liệt ở trong một cái đời sống của họ cực kỳ là khó khăn, bởi vì là người đấy muốn làm một cái điều gì đấy nhưng cái thân thể nó không cho phép làm. Also man ist sehr eingeschränkt, vor allem zu der Zeit damals, wo es noch keine Rollstühle gab oder keine Fahrstühle oder so. Và ở trong thời điểm đấy người ta sẽ cũng không có những cái xe lăn hoặc là cái những cái ô tô để có thể chở những người này. Also es muss sehr schwer gewesen sein. Und egal wie sehr der Mann es gewollt hätte, er hätte es nie geschafft, aus eigener Kraft wieder gehen zu können. Và cái điều đấy thì làm cho cái người bại liệt này rất là cực khổ, bởi vì là người này sẽ không có thể tự mình để di chuyển được. Aber Gott sei Dank war Jesus in der Stadt. Nhưng mà cảm ơn Chúa bởi Chúa Giêsu đã đến thành này. Das Ziel der vier Männer war es, also der vier Freunde war es, ihren gelähmten Freund zu Jesus Christus zu bringen. Mục đích của bốn người bạn này là họ chỉ muốn đưa cái người bạn bại liệt của họ đi đến với Chúa Giêsu. Jesus, der Arzt der Seele und der Arzt des Geistes. Chúa Giêsu là bác sĩ của cả thân thể của họ và lẫn đời sống thuộc linh của họ. Und ich glaube, die meisten von uns hätten dasselbe getan, wenn wir hier eine gelähmte Person hätten in der Gemeinde und hören, dass Jesus in Wildeshausen predigt. Và cháu nghĩ rằng là mỗi chúng ta sẽ làm như những bốn người bạn này, đấy là khi mà chúng ta nghe được rằng là Chúa Giêsu đang ở Wildeshausen thì chúng ta sẽ chở bạn của mình, đưa bạn của mình đi đến với Chúa Giêsu. Also natürlich würden wir ihn sofort zu Jesus bringen und um Heilung bitten. Và chúng ta sẽ đưa người bạn của mình đến với Chúa Giêsu và cầu xin sự chữa lành của Chúa trên người bạn của mình. Und diese vier Freunde glaubten, dass Jesus Vollmacht und Liebe hat. Bốn người bạn này biết rằng là Chúa Giêsu có một quyền năng có thể chữa lành. Und sie glaubten daran, dass es keine hoffnungslosen Fälle für Jesus gibt. Và họ cũng tin rằng là không có điều gì khó với Chúa Giêsu cả. Und was erwarteten sie von ihm? Và họ ước ao điều gì ở Chúa Giêsu? Hilfe und Heilung. Họ ước ao sự giúp đỡ và sự chữa lành. Und ich glaube, es ging ihnen nicht in erster Linie darum, Jesus unbedingt zu sehen und ihn wie ein Star predigen zu hören. Bốn người bạn này họ chắc chắn là không phải là cái mục đích đầu tiên của họ là họ phải được nhìn Chúa Giêsu đâu, hoặc là để đến để nghe một cái người thuyết trình giỏi. Es ging ihm in erster Linie darum, ihren Freund zu Jesus zu bringen und die Liebe zu ihrem Freund brachte sie dorthin. Nhưng mà mục đích đầu tiên của bốn người bạn này là đưa người bạn bại liệt của mình đến với Chúa Giêsu. Also ihnen war das Wichtigste, dass es ihrem Freund besser ging. Điều họ ước ao đấy là người bạn bại liệt của mình sẽ được khỏe hơn và được tốt hơn. Und diese vier Freunde sind heute ein Aufruf an uns. Và bốn người bạn này chính là sự kêu gọi cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle irgendwie Freunde haben, wo wir wissen, okay, eigentlich müssten wir sie näher zu Jesus bringen. Cháu tin rằng là mỗi chúng ta sẽ có những người bạn mà chúng ta biết rằng những người bạn này chúng ta cần phải đưa họ đến với Chúa. Und vielleicht hast du jetzt gerade auch jemanden im Kopf, eine bestimmte Person. Có thể trong lúc này trong đầu của chúng ta đang nghĩ về một người bạn nào đấy. Was wahre Freundschaft ausmacht, ist die echte Liebe zueinander. Và một người bạn, một tình bạn tri kỷ, một tình bạn thân, đó là sự hy sinh cho người khác. Also die fürsorgliche Liebe. Sự chăm sóc người khác. Und Freundschaften können von Person zu Person unterschiedlich sein und anders aussehen. Mỗi một tình bạn, mỗi một người thể hiện tình bạn của mình một cách khác nhau. Zum Beispiel, ich habe auch
verschiedene Freundschaften und in der einen Freundschaft ist es so, dass ich ganz viel über meine Gefühle reden kann und in der anderen treffen wir uns einfach so, um, keine Ahnung, was zu malen oder so. Ví dụ như cháu cũng có những người bạn thì cháu có thể tâm tình được và tâm sự về những cái cảm xúc của cháu, nhưng có người bạn khác thì mình chỉ gặp nhau để có thể uống nước hay là chơi nói chuyện. Also ganz unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt eine Sache, die in jeder Freundschaft einen Teil haben sollte. Nhưng mà mỗi một tình bạn nó có một cái khoảng cách, có một cái sự cư xử khác nhau, nhưng mà mình phải biết rằng đó là những người bạn thân của mình. Und es gibt eine Sache, die in jeder Freundschaft von uns sein sollte, und zwar, dass wir unseren Glauben und die Liebe Jesu weitergeben. Nhưng mà có một tình bạn đặc biệt, đó là tình bạn mà mình phải đưa tình yêu của Chúa Giêsu và tin lành của Chúa Giêsu đến với người bạn đấy. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Christen in jeder Freundschaft, die wir haben, zu versuchen, diesen Menschen näher zu Jesus zu bringen. Công việc của chúng ta là những con cái Chúa, là những cơ đốc nhân, đấy là đưa những người bạn của chúng ta đến gần với Chúa Giêsu. Sei es durch unsere Worte oder unsere Taten. Có thể là qua lời nói của chúng ta, có thể qua việc làm của chúng ta. Und was bei diesen vier Freunden aus der Geschichte auch sehr wichtig war, war deren Glaube daran, dass Jesus jeden Menschen rettet und also retten kann und retten will. Và mấy người bạn này, họ biết rằng là Chúa Giêsu là một đấng có quyền chữa lành, có quyền giải cứu. Und wenn du wirklich daran glaubst, dass Jesus der Heiland ist, dann sollte dich auch nichts davon hindern, das anderen Menschen weiterzugeben. Và nếu mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng giải cứu, là đấng chữa lành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không có điều gì ngăn cản chúng ta để chúng ta đưa những điều này, tin lành này, sự thương xót này đến với những người bạn của chúng ta. Also diese vier Freunde sind ein großes Vorbild für uns. Bốn người bạn này là những tấm gương để chúng ta cần phải học hỏi. Was wir auch noch lesen ist, dass diese vier Freunde es gemeinsam getan haben. Also sie haben gemeinsam ihrem Freund geholfen. Bốn người bạn này họ đồng cùng nhau làm một việc, đó là giúp người bạn thân, người bạn bại liệt của mình. Also ist ja logisch, weil alleine hätte man diese Trage mit diesen Menschen drauf ja nicht halt tragen können. Và cháu nghĩ rằng nếu như mà chỉ một người mà bê cái người bại liệt này đi thì cũng rất là khó. Aber was wir lernen ist, Gott benutzt uns gemeinsam und viele zusammen, um Menschen zu sich zu ziehen. Nhưng mà điều mà chúng ta học được đó là Chúa muốn sử dụng tất cả chúng ta để cùng nhau hầu việc Chúa và làm một công việc mà Chúa đã sắm sẵn. Also er benutzt uns als ein Körper mit vielen Gliedern. Có nghĩa rằng là Chúa sử dụng chúng ta là một thân với nhiều chi thể. Und ich habe mir auch ein Beispiel dazu ausgedacht. Es ist nur ein, also es ist nicht echt, es ist ein Beispiel. Cháu có một cái ví dụ mà cháu tự suy nghĩ ra thôi. Zum Beispiel, also es, wir wissen ja, dass Dagge hier aus der Gemeinde sehr gut darin ist, neue Leute kennenzulernen. Ví dụ như thế là ở trong hội thánh chúng ta có bạn Dagge là một người rất là nói năng rất là giỏi. Und eines Tages geht er auf die Arbeit und lernt einen anderen Kollegen kennen, der heißt Jakob. Và Dagge đi làm và gặp một người đồng nghiệp tên là Jakob. Und die reden miteinander und freunden sich an und Girl lädt ihn mal ein, sich nach dem Feierabend ein Bubble Tea zu holen. Và họ rất là hiểu nhau, họ nói chuyện với nhau và sau giờ làm việc của họ thì Jakob mời người bạn đấy đi uống trà sữa. Und dann treffen sie Jona noch. Jona wollte auch mitkommen. Và sau đấy thì có bạn Jona lại cũng đến và gặp hai bạn này. Und in diesem Treffen fängt Jona ein ganz tiefes persönliches Gespräch mit Jakob an. Và khi mà Jona gặp hai bạn này thì Jona bắt đầu khởi nói về Chúa. Ja, sie reden auch über den Glauben. Và nói về đức tin của mình. Und Jakob denkt sich so, cool, kann ich mehr davon erfahren? Và khi mà Jakob nghe như thế thì bảo là, tuyệt vời, tôi cũng muốn biết. Und dann sagt Jona, ja, komm doch mit in die Jugend. Và Jonah sẽ nói rằng là thế thì đi đến họp thanh niên với chúng tôi. Und dann gehen die drei in die Jugend und dann hört Jakob in dieser Jugend Jemima predigen. Và cả ba người cùng đi đến với buổi họp thanh niên thì hôm đấy Jemima lại chia sẻ lời Chúa. Und durch diese Leute, durch diese drei Leute findet Jakob näher zu Jesus. Và qua ba cái bạn đấy thì ba người đấy thì Jakob lại đến gần với Chúa. Also nur ein kleines Beispiel, wie verschiedene Menschen, wie wir zusammen anderen Menschen einfach erzählen können.
Đó là một cái ví dụ để chúng ta biết rằng là nhiều người có thể cùng nhau làm một việc. Okay, zurück zur Geschichte, Vers 19. Và chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện này ở trong câu 19. Weil sie keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Nhân vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Weil sie keine Möglichkeit fanden, bedeutet, dass sie es vielleicht mehrmals versucht haben vorher. Và khi mà chúng ta đọc thì chúng ta biết rằng là họ tìm hết mọi cách rồi và họ không có một cái cách nào khác. Điều đấy có nghĩa rằng là họ đã dùng hết sức để tìm những cái cách để bước vào. Ich stelle mir das so vor. Da sind die vier mit der Liegematte, gehen zum Haus, wollen durch die Tür gehen, aber alles ist voll. Cháu tưởng tượng như là bốn người đấy đang nằm ở trên một cái chõng hay một cái giường hay cái chiếu gì đấy bốn người đấy khiêng cái người bại đi như vậy và đi vào cái cửa chính rồi. Und dann passt es nicht und dann sagt der eine, aber da ist doch das Fenster, vielleicht können wir durch das Fenster ihn durchtragen. Và cái cửa chính đấy thì nó đông quá ơi không vào được. Giờ mình sẽ mở cửa sổ mà cửa sổ cũng không vào. Ja, das passt nicht. Und dann sagen die, es gibt doch noch einen Hintereingang, versuchen wir es dort. Thế thì có thể là chúng ta sẽ tìm cửa sau, nếu mà họ có cửa sau thì có thể là mình sẽ vào được. Es hat auch nicht gepasst und dann kam sie auf die Idee einfach das Dach auseinanderzunehmen und den halt runter zu. Và cái cửa sau cũng không vào được cho nên là người ta bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất đấy là mở cái mái ngói của nhà và đưa cái người này xuống. Also viele Versuche und letztendlich hat es irgendwie geklappt. Và họ cố gắng hết sức và cuối cùng họ cũng tìm được một cái cách để đưa người bạn đến. Und so kann und darf es auch bei uns aussehen, wenn wir versuchen, Menschen näher zu Jesus zu bringen. Và cái điều đấy cũng có thể xảy ra khi chúng ta đưa một người nào đấy đến với Chúa. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal oder nicht beim zweiten Mal oder auch nicht nach einem Jahr. Và có thể là lần đầu tiên mình thử không được, lần thứ hai không được, lần thứ ba không được. Aber wenn Gott es so will, dann wird Gott Türen öffnen bzw. Wege öffnen. Nhưng mà nếu Chúa muốn điều đấy xảy ra thì Chúa sẽ mở đường để cho người đấy đến với Chúa. Und darauf dürfen wir heute auch vertrauen, dass Gott seine verlorenen Schafe zu sich ziehen wird. Và điều đấy là một điều mà mình có thể tin rằng Chúa là đấng sẽ tìm kiếm những chiên mà Chúa đã định sẵn cho Ngài. Und auch vielleicht eine Ermutigung an die sich nicht so trauen heute, ihren Freunden davon zu erzählen. Wir sind ja viele hier und man muss sich nur umschauen und andere Leute ansprechen und vielleicht kann man das gemeinsam machen. Và đó là một cái sự khích lệ cho những người mà những ngày qua chưa dạn dĩ để nói. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn xung quanh chúng ta tìm những người bạn để chúng ta cùng nhau làm công việc đấy. Und wir können uns gegenseitig darin unterstützen, Licht zu sein. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau để chúng ta phục vụ Ngài. Und uns einander ermutigen, in die Welt zu gehen. Và chúng ta cũng khích lệ nhau để chúng ta bước ra thế gian này mà rao giảng lời Chúa. Und weiter in Vers 20. Trong câu 20. Als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Als er ihren Glauben sah, also ihren betont. Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của họ. Das bedeutet, Gott sah nicht nur diesen gelähmten Mann, der mittlerweile vor ihm lag, er sah auch die vier Freunde. Điều đấy có nghĩa rằng là Chúa Giêsu không có chỉ nhìn thấy cái người đang bại liệt đấy thôi, nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của bốn người bạn đấy. Und Jesus hat den Glauben der vier Freunde anerkannt in dem Moment. Và Chúa Giêsu nhìn thấy bốn người này có một cái đức tin rất là lớn. Und das ist einfach eine Ermutigung an uns, dass wir als Christen wirklich die Kraft haben, andere Leben zu verändern. Và đó cũng là một sự khích lệ cho tất cả chúng ta rằng chúng ta là những con cái Chúa, những cơ đốc nhân, chúng ta có một cái sức mạnh rất là lớn, đấy là chúng ta sẽ giúp đỡ người khác và phục vụ. Also durch die Liebe Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir wirklich Leben umkrempeln. Ở trong tình yêu của Chúa, ở trong sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh thì chúng ta cũng có thể thay đổi đời sống của người khác. Also unsere Worte, das was wir sagen, unser Verhalten und das was wir tun, unsere Entscheidungen, die haben alle Kraft.
Lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, hành động của chúng ta, cách cư xử của chúng ta, đó là những bằng chứng để có thể thay đổi. Und das ist natürlich sehr schön zu hören und man fühlt sich ermutigt, aber gleichzeitig ist es auch eine sehr große Verantwortung, die wir einfach haben. Và khi chúng ta nghe những điều đấy, chúng ta có thể được sự khích lệ ở trong đấy, nhưng mà chúng ta lại có những trách nhiệm rất lớn. Deswegen sollten wir auch immer aufpassen, was wir einfach was wir tun und wie wir uns anderen Menschen halt gegenüberstehen. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận những công việc mà chúng ta làm trước mặt mọi người. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die selbstlose Freundschaft. Và ở trong điều tiếp theo mà cháu đã ghi đó là một người bạn, một người một tình yêu của sự hy sinh. Weil als ich mir diese Geschichte durchgelesen habe, dachte ich mir, okay, diese vier Freunde sind wirklich selbstlos. Những người bạn này là những người bạn mà họ sẵn sàng hy sinh cho bạn của mình. Denn ihnen war es wichtiger, dass ihr Freund zu Jesus kommt als sie selbst. Họ xem người bạn của mình là quan trọng hơn đời sống của mình. Also, ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie seine Last da oder seine Wünsche und jeder von uns möchte ja, dass diese erfüllt werden. Mỗi chúng ta cũng có những nan đề, những gánh nặng của cuộc sống và chúng ta muốn những cái nan đề đấy được được giải phóng. Und diese vier Freunde hatten bestimmt auch so ihre Fragen an Jesus. Và bốn người bạn này cũng vậy, họ có thể là họ có rất là nhiều câu hỏi để dành cho Chúa Giêsu. Und wären diese vier Freunde ohne ihren gelähmten Freund gekommen, hätten die bestimmt auch bessere Plätze in diesem Haus bekommen. Nếu như bốn người bạn này mà tự mình đi đến với Chúa Giêsu thì chắc chắn là họ sẽ có được những chỗ ngồi rất là gần với Chúa. Weil man kann sich ja, wenn man alleine ist, immer richtig gut durch die anderen Menschen drängeln. Bởi vì nếu mà một mình đi thì mình có thể lẻn vào và mình có thể tìm được những chỗ ngồi cho riêng mình. Doch in diesem Moment, an diesem Tag war es wichtiger, dass ihr Freund zu Jesus kommt als sie selbst. Nhưng mà ở trong cái ngày này, họ lại để cái người bạn là cái người quan trọng nhất. Und ich glaube, dass in diesem Vers auch das gemeint ist, dass Jesus ihren Glauben sah, Jesus sah dieses Herz von ihnen für ihren Freund. Và Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của bốn người này và tấm lòng của bốn người này dành cho người bạn của mình. Und im Johannesevangelium gibt Jesus uns ein neues Gebot. Và ở trong sách Giăng thì Chúa Giêsu ban cho chúng ta một điều răn. Nämlich das Gebot der Liebe. Đó là điều răn về tình yêu thương. Und es heißt darin, dass wir einander lieben sollen, wie Jesus uns geliebt hat. Đó là chúng ta hãy yêu anh em mình, những người bạn xung quanh mình như chính Chúa Giêsu đã yêu chúng ta. Und das heißt, dass von uns aufopfernde Liebe erwartet wird. Điều đấy có nghĩa rằng là chúng ta phải đưa một tình yêu của sự hy sinh cho người khác. Und selbstlose Liebe versucht alles, damit es anderen Menschen besser geht. Và bởi cái tình yêu mặc dầu này, chúng ta muốn đưa tình yêu đấy để cho những người mà họ ở trong hoàn cảnh khó khăn, họ có một đời sống tốt hơn. Genau, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt zu der Heilung. Và điều thứ hai của sự chữa lành. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet denn diese Lähmung überhaupt? Cháu đặt câu hỏi là bại liệt là như thế nào? Also die Lähmung ist einerseits das körperliche Symptom, also man kann Glieder des Körpers nicht bewegen. Sự bại liệt đó là cái sự mà ở trong một cái thân thể của mình, chi thể nào đấy nó không có hoạt động, nó không có thể hoạt động được nữa. Also die Muskeln sind versteift beziehungsweise die können sich nicht mehr anspannen. Cái cơ của thân thể mình nó bị cứng lại và không có thể cử động được. Also man ist so gefangen. Và người đấy phải chịu ở trong cái sự gò bó đấy. Und andererseits haben wir auch am Anfang gehört, dass die Lähmung eine geistliche Bedeutung haben kann. Nhưng mà sự bại liệt mình cũng có thể hiểu ở trong đời sống thuộc linh. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie auf irgendeine Weise diese gelähmte Person sind. Và mỗi một chúng ta khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một trong cái vấn đề bại liệt ở trên đời sống của mình. Also die Lähmung ist etwas in uns, das uns davon hält, zu Jesus zu kommen. Sự bại liệt đấy chính là cái sự mà không có mà ngăn cản chúng ta đến với Chúa Giêsu. Es ist irgendwas in uns, was uns irgendwie erstarren lässt und zurückhält. Một cái điều gì đấy ở trong thân thể đời sống của chúng ta mà ngăn chúng ta không đến được với Chúa.
Und wir können uns heute die Frage stellen, was ist denn diese Lähmung in meinem Leben? Và chúng ta hãy đặt cho mình một câu hỏi là sự bại liệt gì đang ở trong đời sống của mình? Vielleicht sind es ja irgendwelche Freunde, die uns davon halten, irgendwie in den Gottesdienst zu gehen. Có thể là những người bạn nào đấy họ ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Oder irgendeine Sucht nach irgendwas? Eine Sucht? Hay là một cái sự nghiện nào đấy, nghiện ngập nào đấy? Oder einfach der stressige Alltag, der uns einfach müde macht und kaputt macht? Hay là sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi và làm cho chúng ta mệt mỏi và buồn ngủ? Also es gibt viele Dinge, die uns unsere Zeit und unsere Energie rauben. Có rất là nhiều cái lý do mà làm cho chúng ta mất rất là nhiều sức và thời gian. Und langsam bewegen wir uns nicht mehr auf dem Weg Gottes. Và những cái điều đấy nó đã ngăn cản chúng ta để chúng ta không có bước được đến gần với Chúa nữa. Also das habe ich mir am Anfang gedacht, was diese Lähmung bedeuten kann. Và đó là cái ý nghĩa mà lúc đầu cháu nghĩ về cái sự mà bại liệt. Aber als ich weiter darüber nachdachte und Gott gefragt habe, dachte ich, nee, das stimmt nicht ganz. Và khi cháu lại cầu nguyện tiếp và cháu hỏi với Chúa thì Chúa lại bày tỏ với cháu là cái điều đấy nó chưa phải là đầy đủ. Also das, was ich aufgezählt habe, es kann sein, dass es uns von Gottes Weg wegführt. Cũng có thể là có người nào đấy họ kéo chúng ta xa Chúa đi. Aber das ist nicht die Quelle unserer Lähmung. Nhưng mà đó không phải là cái nguồn gốc của cái sự bại liệt. Also es kann nicht sein, dass irgendeine andere Person dafür verantwortlich ist, wer du bist. Bởi vì chúng ta không có thể đổ tội cho một cái người nào đấy mà làm cho chúng ta bại liệt. Also die Lähmung muss einen anderen Ursprung haben. Sự bại liệt này nó phải có một cái nguồn gốc nhất định. Und in Sprüche Kapitel 4 Vers 23 steht. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Und das stimmt auch irgendwie, denn das Herz steht in der Bibel für unseren Verstand. Và đó là một cái điều mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều về tấm lòng. Und dein Herz beinhaltet dein ganzes innere Wesen. Bởi vì khi tấm lòng của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ điều khiển cái bước đi của mình như thế đấy. Und in deinem Herzen findest du den Ursprung deiner Gedanken und deiner Emotionen. Ở trong tấm lòng của chúng ta sẽ tìm được cái cảm xúc của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta. Und den Ursprung deines Willens. Và tìm được những cái điều mà chúng ta muốn hay không muốn. Und weiterhin in deinem Herzen ist die Weisheit aufbewahrt. Ở trong tấm lòng của chúng ta cũng tìm được sự khôn ngoan nữa. Und aus deinem Herzen kommt dein Verhalten und dein kommt dein Verhalten. Và ở chính tấm lòng của chúng ta sẽ thể hiện ra chúng ta sẽ xử sự điều gì. Und wenn dein Herz gelähmt ist, dann wird es sich auch in deinem Leben zeigen. Nhưng mà khi tấm lòng của chúng ta mà bị bại liệt rồi á, thì chúng ta sẽ đi ở trong sự bại liệt. Also vielleicht denkst du in deinem Herzen, ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht erfolgreich genug. Có thể chúng ta nghĩ rằng là ở trong lòng của chúng ta nghĩ là ôi tôi không có đẹp và tôi cũng không phải là người thành công. Oder du wurdest mal enttäuscht oder hast mit irgendwas noch keinen Frieden gefunden. Hay là mình nói là tôi thất vọng về một người nào đấy hoặc là với một người nào đấy thì tôi cũng không có vui với người đấy. Ich glaube, das alles findet in deinem Inneren, in deinem Herzen statt und diese Dinge können es lähmen. Và những điều đấy nó xảy ra ngay ở trong lòng của chúng ta trước và chính những cái điều đấy làm cho chúng ta bị bại liệt. Und als Folge ist, also die Folge davon ist, dass es uns von Jesus weghält. Và cái điều tiếp theo đấy là chúng ta sẽ xa rời Chúa Giêsu. Und manchmal kommt es dazu, dass wir die Heilung nicht in Jesus suchen, sondern in anderen Dingen. Và thường xảy ra sau đấy, đấy là chúng ta không chạy đến với Chúa Giêsu để tìm sự chữa lành, nhưng mà chúng ta lại tìm đến những cái công việc, những cái việc khác. Also wir lenken uns vielleicht auch gerne ab. Và chúng ta sẽ dùng những cái khác để cho chúng ta được bị chi phối. Zum Beispiel, wenn wir traurig sind, dann gucken wir halt einen lustigen Film. Khi chúng ta buồn thì chúng ta lại xem những cái bộ phim mà nó làm cho chúng ta cười. Oder wenn wir sauer sind, dann gehen wir zu unserer besten Freundin und lästern erstmal richtig viel über die Person. Và khi chúng ta mà bực tức một người nào đấy thì chúng ta lại đi đến với người bạn thân của mình và bắt đầu là chúng ta nói xấu về cái người kia. Oder wenn wir uns nicht schön genug fühlen, dann suchen wir uns eine Diät raus und machen zwei Wochen eine Kur. Yeah, và khi mà chúng ta thấy là mình không có đẹp thì chúng ta lại tìm cái cách để chúng ta làm cho nó đẹp lên. Also alles nur Beispiele.
Đấy là chỉ là những ví dụ thôi. Aber eines möchte ich euch heute sagen, und zwar, dass allein Jesus Christus das Herz von uns heilen kann. Nhưng mà điều cháu muốn nói với hội thánh ngày hôm nay đấy là Chúa Giêsu là đấng sẽ có thể tể trị tấm lòng của chúng ta. Also allein unser himmlischer Vater kann uns von unseren Lähmungen befreien. Và một mình cha của chúng ta đấng quyền năng có thể giải cứu chúng ta khỏi bệnh bại liệt. Und wie diese Heilung genau für dich aussieht, kann ich nicht sagen, aber das kann Gott dir zeigen. Nhưng mà sự chữa lành đấy đến với mỗi chúng ta như thế nào thì cháu không có thể nói trước được, nhưng mà Chúa có quyền làm điều đấy. Und genau, als nächstes habe ich eine Frage an euch. Cho nên cháu có một câu hỏi dành cho hội thánh Chúa. Warum hat Jesus den Mann zuerst die Sünden vergeben und dann erst geheilt? Tại sao Chúa Giêsu lại nói trước là tội lỗi các ngươi đã được tha, tội lỗi người đã được tha và sau đấy Chúa Giêsu mới chữa lành? Also warum nicht andersherum, weil der Mann wollte ja zuerst gelähmt werden, darum war er da. Tại sao Chúa lại không làm ngược lại đấy là Chúa chữa lành trước rồi Chúa mới tha tội, bởi vì là cái người đấy là người bại liệt đến để được sự chữa lành mà. Also niemand hat gefragt, ey, kannst du dem Mann die Sünden vergeben, sondern es ist ja obvious, er ist gelähmt. Bởi vì sẽ không có ai nói rằng là Chúa chữa lành đi rồi sau đấy tha tội, bởi vì không có ai cầu hỏi cái điều đấy. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sehr wichtig ist für diese Geschichte. Và đó là cái điều mà nó cũng rất là quan trọng ở trong câu chuyện này. Denn Jesus heilt den Menschen zuerst. Jesus geht auf das ein, was die Quelle des Leids ist. Chúa Giêsu chữa lành cho người đấy, dĩ nhiên là điều đầu tiên, bởi vì Chúa Giêsu biết cái nhu cầu của người đấy. Und zwar, das ist die Sünde. Đó là cái sự chữa lành của cái tội lỗi của họ, có nghĩa là Chúa tha thứ. Also um das Leid des Menschen zu beenden, musste zuerst seine Sünde vergeben werden. Để cho người đấy không phải chịu trong cái sự đau đớn, trong cái sự khổ cực đấy, thì Chúa Giêsu đến và chữa lành, có nghĩa là tha tội cho họ trước. Und was sagt uns das? Điều đấy có nghĩa là gì? Zuerst kommt die Gnade, die das Herz frei macht. Điều đầu tiên đó là ân điển của Chúa đến để giải phóng tấm lòng của người bệnh. Und dann konnte der Gelähmte aufstehen und auf den Wegen Gottes gehen. Và sau đấy thì người bại liệt đấy được chữa lành, được đứng lên và bước đi theo đường lối của Chúa. Und wir Menschen, unsere Freunde, wir brauchen auch zuerst Jesus, wenn wir ihm wirklich helfen wollen. Và mỗi chúng ta, những con người chúng ta cần Chúa Giêsu khi mà chúng ta muốn đi giúp đỡ người khác. Also erst durch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus kann Erweckung und Veränderung geschehen. Chúng ta phải có một mối thông công mật thiết với đấng sống, đấng quyền năng trước khi chúng ta bước đi làm một việc gì. In Vers 24 und 25, câu 24 và câu 25, Jesus heilt den Gelähmten und befahl drei Dinge. Befahl drei Dinge. Er sollte aufstehen, sein Tragebett nehmen und nach Hause gehen. Và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Und in Vers 25 steht dann: Er stand auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Tức thì kẻ bại đứng dậy, đứng trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ich glaube, das muss damals ein echt wunderbares, wirklich sehr eindrückliches Bild gewesen sein. Và cháu tin rằng là cái ngày đấy là một cái công việc rất là lạ lùng, rất là lớn đã được xảy ra. Also der Mensch, der eben noch auf der Liege war, ist jetzt aufgestanden und hatte diese Liege, auf der er lag, unter dem Arm. Người bại liệt đấy đang nằm ở trên cái giường bệnh của mình, nhưng mà đã đứng dậy, đã vác giường của mình. Also ich wüsste gar nicht, ob ich das heute glauben könnte, wenn ich sehe, dass das passiert. Và cái điều đấy nó cũng rất là khó có thể tin được. Und zu Beginn der Geschichte gab es diesen Mann mit der Liege und diese Liege symbolisierte seine Hilflosigkeit. Ở trong đầu câu chuyện này thì chúng ta biết rằng là cái người đàn ông này phải nằm ở trên một cái giường hay là cái chõng đấy. Và đó là cái sự mà ông ấy không có một cái sự giúp đỡ nào, ông ấy không có thể tự làm được. Also diese Liege war ein Teil des Mensch, also dieses Gelähmten, und es gehörte irgendwie als Laster zu ihm. Cái giường này đã đi cùng với ông ở trong những ngày ông đã bại liệt, và đó là một cái gánh nặng. Also es war so,
ganz bildlich gesehen so sein Laster, das war die Sache, in der er einfach Sklave seiner Krankheit war. Và ông đã làm nô lệ cho cái bệnh tật của mình. Und nach der Heilung von Jesus am Ende der Geschichte wurde diese Liegematte zu einem Sinnbild seiner Kraft. Và khi mà Chúa Giêsu chữa lành cho ông rồi á, thì ông đứng dậy và ông vác cái giường này là cái gánh nặng của ông vác đi, ông đưa nó đi. Das, was ihn vorher zurückgehalten hat, war jetzt unter seiner Macht, unter seiner Kraft. Trước đây khi cái giường đấy đã dính liền với ông ở trong sự khổ nạn, trong sự khó khăn, thì bây giờ ông đứng lên và ông có thể vác được nó. Und jeder hat gesehen, dieser Mensch hat seine Krankheit überwunden. Và mỗi một người nhìn thấy được là ông đấy đã đắc thắng được cái bệnh tật của mình. Und genau da, wo vorher die Schwäche lag, tritt nun die Kraft ein. Khi mà ông ấy ở trong cái sự khó khăn đấy, thì sự khó khăn đấy đã ràng buộc, đã trói buộc ông ấy. Nhưng khi sự chữa lành đến, thì ông được sức và ông đã đẩy đi những cái điều mà trước đây nó trói buộc ông. Also auch voll ermutigend für uns, und ich glaube, dass wir es auch mit unseren Lastern, die wir überwinden können, mit Gott gemeinsam irgendwie zeigen können. Và đó cũng chính là một cái sự khích lệ cho mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta bước đi theo Chúa thì những gánh nặng đấy nó không có trói buộc chúng ta được nữa, nhưng chúng ta bước đi và chúng ta sẽ nắm nó, chúng ta sẽ thấy chỉ đạo nó. Und das ist ja das, wenn wir sagen Zeugnis geben, das ist genau das. Và khi mà chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa bằng những sự làm chứng, thì đó chính là những cái phép lạ đã được xảy ra. Denn wenn wir Zeugnis geben, also anderen Menschen davon erzählen, dann ist es ja einfach genau dasselbe. Wir hatten unsere Laster, wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber durch Jesus und durch Gott haben wir es überwunden und können jetzt davon erzählen. Khi chúng ta đi ra thế gian và đi làm chứng về Chúa, cho đạo tin lành của Chúa, thì đó cũng là một bằng chứng. Ngày xưa chúng ta là những người bại liệt, chúng ta không có thể làm chủ được bản thân, nhưng ngày nay Chúa đã giải phóng chúng ta để chúng ta bước đi và chúng ta rao giảng tin lành. Und ich weiß, dass viele Erwachsene vor allem in der Gemeinde das auch regelmäßig machen. Và cho biết rằng là có rất là nhiều người lớn ở trong hội thánh đã thường xuyên làm công việc này. Aber ich ermutige auch die Jüngeren, dass ihr Zeugnis gebt euren Freunden. Nhưng mà cháu cũng muốn khích lệ những người trẻ tuổi cũng đứng lên để rao giảng tin lành. Genau, und sagt, was Jesus an eurem Leben verändert hat. Hãy nói với thế gian để người ta biết rằng là Chúa Giêsu đã làm điều gì trên đời sống của chúng ta. Und jetzt kommen wir zur letzten Folie. Freunde fürs Leben. Chủ đề tiếp theo, đấy là những người bạn tri kỷ, những người bạn trong cuộc sống. Wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt denken, warum ich diese Predigt Freunde fürs Leben genannt habe. Tại sao mọi người biết là tại sao cháu đã sử dụng cái chủ đề này không ạ? Also und was ich meine mit Freunde fürs Leben, was Leben bedeutet. Đó là những người bạn ở trong cuộc sống của mình. Cuộc sống có ý nghĩa như thế nào? Also Leben ist nicht das Leben, das wir jetzt hier 80 Jahre auf der Welt verbringen. Cháu không nói về cái cuộc sống mà chúng ta chỉ thọ được khoảng 80 tuổi ở trong đời, trong thế gian này đâu. Sondern ich meine das ewige Leben. Nhưng mà cháu muốn nói về cái cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống ở trên thiên đàng. Und es ist ein Aufruf, dass wir Freunde fürs ewige Leben werden für andere Menschen. Đó là cái sự mà cháu muốn kêu gọi chúng ta sẽ trở thành những người bạn ở trong cuộc sống vĩnh cửu cho những anh em, chị em của mình. Und diese Bibelstelle ermutigt uns, ein Freund des Lebens zu sein. Và lời của Chúa ngày hôm nay cũng khích lệ chúng ta trở thành những người bạn ở trong cuộc sống. Und ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen, denn diese vier Freunde zeigen uns durch ihre Tat viele gute Werte. Và cháu muốn tóm tắt lại ở trong cái sự chia sẻ ngày hôm nay. Also was macht ein Freund fürs Leben aus? Một người bạn ở trong cuộc sống họ sẽ làm gì? Ein guter Freund liebt selbstlos. Một người bạn ở trong cuộc sống, một người bạn tốt của mình, họ sẽ có một đời sống vị tha, một đời sống hy sinh. Ein guter Freund hat Geduld und Verständnis für den Một người bạn trong cuộc sống, họ sẽ sống ở trong sự kiên nhẫn và trong sự hiểu biết. Ein guter Freund strebt nach dem Glück des anderen. Và một người bạn trong cuộc sống mình, người đấy sẽ sống cho người khác. Ein guter Freund ist mutig. Và họ sẽ rất là dũng cảm. Und bringt ihn näher zu Jesus. Và người đấy sẽ đưa bạn đến gần với Chúa hơn. Und ein guter Freund, ganz wichtig, hilft dabei, ein Leben in Licht zu führen. Người bạn tốt của mình, một người bạn ở trong cuộc sống của mình sẽ đưa mình đến với sự sáng của Chúa.
Ein Freund fürs Leben hilft auch, auf den richtigen Wegen zu gehen und ermahnt und ermutigt in Liebe. Người bạn đấy sẽ đưa chúng ta đến một con đường công chính và sẽ dẫn chúng ta đến với con đường của Chúa. Und als letztes, ein Freund fürs Leben hilft dabei, ein Leben für die Ewigkeit zu führen. Và một người bạn đích thực ở trong đời sống của mình, người đấy sẽ giúp chúng ta để cùng với chúng ta bước vào một đời sống vĩnh cửu. Und du und ich sind heute aufgerufen, solche Freunde zu sein. Mỗi chúng ta, các ông bà, anh chị em, các cô chú và cháu, ngày hôm nay sẽ trở thành những người bạn trong cuộc sống của người khác. Also, wir brauchen solche Freunde. Chúng ta cần có những người bạn như vậy. Aber da draußen gibt es auch eine Person mindestens, die dich als so einen guten Freund braucht. Và ở trong thế gian này, ở ngoài kia sẽ có ít nhất là một người họ cần chúng ta. Seid ihr dabei mir? Và mọi người có đồng ý như vậy không ạ? Dann bitte ich euch aufzustehen und nochmal eins mit mir im Gebet zu werden. Và thế thì cháu xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy và chúng ta hiệp ý trong sự cầu nguyện. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa bởi lời của Ngài. Ich danke dir, dass wir heute aus der Geschichte des gelähmten Mann lernen durften. Cảm ơn Chúa bởi chúng con lại được học lời của Chúa ngày hôm nay. Und ich bitte dich, Herr, du siehst uns und du siehst unsere Freunde, Herr, und ich möchte die Freundschaften segnen. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con để chúng con trở thành những người bạn trong cuộc sống của nhau. Ich bete dafür, dass wir einfach Menschen sind, die anderen Menschen dass die anderen Menschen näher zu dich bringen. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng con bước ra để chúng con đưa những người bạn khác đến với Ngài. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns den Mut und die Kraft dazu gibst. Xin hãy ban cho chúng con tấm lòng dũng cảm để chúng con có thể làm được. Und dass du uns heute und auch jeden Tag mit dem Heiligen Geist erfüllst. Để ngày hôm nay chúng con luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài. Ja, ich bete auch für Herzen, die gelähmt sind. Chúa ơi, con cũng cầu nguyện xin Chúa cho những tấm lòng đang ở trong sự bại liệt. Ja, du siehst sie und du siehst, was uns zurückhält. Chúa nhìn thấy mỗi tâm lòng của chúng con, Chúa nhìn thấy những sự ràng buộc của chúng con. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Herzen frei machst, wieder beweglich machst, Herr, dass sie zu dir gehen und auf deinen Wegen gehen. Cha ơi, con cầu xin Chúa đến và giải phóng mỗi tâm lòng của chúng con để chúng con đến gần với Chúa. Und ja, noch einmal möchte ich für Freundschaften beten. Để chúng con có những tình bạn đẹp. Für Freundschaften, die himmlisch sind, für Freundschaften, die dir die Ehre geben. Để chúng con có những tình bạn và những người bạn ở trong cuộc sống vĩnh cửu và những người bạn ở trong thế gian ở dưới đất này. Mögest du sie segnen, Herr, und uns zu einer Einheit machen, zu einer Familie. Cha ơi, xin Chúa tha tội cho chúng con, giúp đỡ chúng con để chúng con hiệp làm một, chúng con là một gia đình. Ja, ich danke dich, Herr. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Ich preise dich. Con ngợi khen Ngài. Und bete gemeinsam. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện. Im Namen Jesus trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.